Azaro One Tuck By Night. Nếu như đây là một chai nước hoa dành cho những chàng trai dùng vào buổi tối thì mình nghĩ rằng là nó chỉ đi chơi đến tầm 9-10 giờ là đi về thôi. Nhưng mà nếu như bạn đang tìm một cái mùi hương overnight thì đó chính là phiên bản mới của Azaro One Tuck, đó chính là Most One Tuck. Một cái thiết kế đẹp hơn rất rất nhiều. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu, em nói nhá. Azaro One Tuck By Night. Các bạn biết là chai nước hoa này của Ánh Sáng và đến bây giờ thì mình vẫn chưa gặp được ông ấy gì cả. Nhưng mà phải nói rằng là đây là một chai nước hoa được Ánh Sáng rất thích, cũng như là với cá nhân mình thấy là nó khá là ổn dành cho những anh em nào không có quá nhiều tiền. Ở trên thế giới đây cũng là chai nước hoa được số đông rất rất thích. Có lẽ là ngoài cái sự phổ biến của Blue de Chanel hay là Dior Sauvage ra thì đây xứng đáng là một cái mùi hương mà bạn nên có trong tủ dành cho những người mới biết tới nước hoa. Ở đây có một cái thiết kế, các bạn nhìn thấy đúng một cái ổ đạn trông rất đẹp đó, nhưng tất cả thua hết một cái phiên bản flanker mới ra, đó chính là một hoàn tất đấy. Xôi ôi các ông ơi, nhìn cái thiết kế màu đen của nó đi, trông nó có ngầu không. Ui đây nha, cái nắp của nó cũng làm đen luôn, và cái đen này là cái đen sần nhá, đen kiểu đen lì ý. Thế luôn, nhìn nam tính mãi trường. Như mình nói ấy, đó là trong tầm 1-2 năm đổ lại đây thì các nhà nước hoa rất thích làm những cái flanker có màu đen như này. Trông thứ nhất là rất là mạnh mẽ, cái thứ hai rất là lôi cuốn. Và thực sự với những cái phiên bản flanker của những chai nước hoa nổi tiếng thì đến bây giờ mình thấy rằng chai nước hoa này có thể nói rằng là nó đẹp một cách kinh khủng. Nó nam tính, nó mạnh mẽ, nó lôi cuốn. Ui, nhìn thôi mà đã thích mua rồi, phải nói rằng là quá đẹp. Dưới đen thủy tinh, trên kiểu đen ấy mà đen này đen nhám mà không bám vân tay luôn. Chả làm sao mình bị ấn tượng cực mạnh với những cái màu đen nhám nhảy. Phải nói rằng là đi ra ngoài đường nhá, mà nhìn thấy những con kiểu con mèo GLC hay là kiểu những cái con ô tô thể thao ấy mà nó có màu như này thôi, hay là kể cả con Vespa mình đi mà nó sơn màu này thôi, nhìn nó đã kiểu làm cái gì đấy nó rất là khác so với toàn bộ những cái màu khác rồi. Bạn nào có thích màu đen như mình không? Đẹp kinh khủng. Vậy thì mùi hương của nó như thế nào? Nhắc qua một chút về mùi hương của em này thì mình đã có một cái video review của em này khá là kỹ và chi tiết. Có lẽ là quan điểm của mình cũng sẽ khác với Ánh Sáng một chút về em này. Với mình đây là một cái mùi fruity mở đầu, và cái mùi hương này dry down nó có phần hơi phổ thông. Và em nó thì sử dụng tốt vào trời thu, đông cũng được, đông thì hơi yếu nhưng mà trời thu mát mẻ và khá là dễ xài, đa dụng. Nhưng mà sang cái phiên bản này thì chúng ta có một mùi hương rất rất khác. Khi mà mình xịt cái mùi hương này ra, cái mùi mình cảm nhận được đó là một cái mùi rất là nồng nàn, như chính cái thiết kế này, trông kiểu mạnh mẽ, nồng nàn, rất là cuốn hút luôn. Cái mùi hương này nó được làm rất là phù hợp với cái thiết kế này luôn. Khi các bạn xịt ra nhá, các bạn sẽ nhận thấy một cái tông mùi của caramel hay là gọi là bạch đậu khấu. Nó rất là quen thuộc, một chút hơi kiểu xanh xanh, hơi kiểu bùi bùi một tí và hơi kiểu cay. Nhưng mà nếu mà để các bạn hình dung ấy, nếu như các bạn chưa ngửi qua nhiều chai nước hoa có cái nốt hương bạch đậu khấu caramel ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là mùi hương này nó có phần hơi giống với cái mùi Big Bamboo kẹo cao su. Chỉ là đây nó có phần hơi xanh và hơi đắng nhẹ một xíu, thì đấy là những cái gì mà top nốt ở chai nước hoa này làm được. Và các bạn sẽ thấy một cái tông mùi ngọt nó ẩn ở đằng sau, và bắt đầu càng bám vào trên da thì cái tông mùi này càng kiểu như một con hổ chuẩn bị thoát ra khỏi chuồng ấy. Và các bạn sẽ hỏi một câu hỏi rằng là thế thì mùi ngọt này nó như thế nào, liệu nó có kinh khủng không, hay là nó theo cái hướng ngọt kiểu gì. Thì như mình nói, nó như thiết kế một cái tông mùi ngọt rất là đặc biệt. Mới mình ngửi ở đây ấy, khi mà em này dry down ở trên da ấy, thì bắt đầu nó lên cái nét hơi kiểu nhựa ngọt. Và cái nét nhựa ngọt này thì nó có phần hơi đặc, dính nhẹ thôi, nó không bị nhiều. Và mình thấy rằng là em này ấy, nó khá là khác so với những cái tông mùi làm ngọt như kiểu vani hay là những cái nốt hương như kiểu là saffron với các thứ. Thì các bạn thấy là cái ngọt của nó thường là bị kiểu ngọt, một là bị quánh lại, hai là nó bị kiểu nó vón cục lại thì ngửi nó bị sượng. Nhưng mà khi mà ngửi em này, đặc biệt là sau khoảng tầm 2 tiếng ở trên da, thì các bạn nhận thấy một cái tông mùi ngọt. Ngọt đây nó có như kiểu là những cái chiếc bánh mà, thế mà mình cũng không biết cái loại bánh đấy là loại bánh gì, nhưng mà khi mà mình xịt cái mình có thể hình dung ra ngay cái loại bánh đấy là những cái loại
bánh mà ở nước ngoài nó có một cái lớp vỏ phồng lên, và lớp vỏ được làm bằng vani ấy, có phần hơi kiểu xốp nhẹ ở trong, thì nó có một cái kiểu cái lượng sô cô la hay là cái lượng vani ở trong nó được làm hơi đặc ấy, hơi kiểu sánh sánh, thì đấy là cái cảm nhận mà mình ngửi. Và em này nếu như các bạn ngửi kỹ thì các bạn nhận thấy là nó có một cái độ xốp, cũng như là như kiểu là những cái vụn bánh ấy nó dính ở trên da ấy, ngửi thề luôn nó rất là đặc biệt. Và mà với mình đánh giá thì đây là một cái mùi ngọt, có thể nói rằng là nó khá là khác và nó có điểm nhấn, cũng như là nó có cái nét kiểu hiện đại hơn, nó không bị đi theo lối mòn của những chai nước hoa ra mắt cùng với nó, hay là có những cái nốt hương ngọt như vậy. Đó, đấy là cái điểm mà mình thấy rất khác. Và mình nhớ rằng là mình xịt em này mình bị kiểu ấn tượng bởi cái nốt kiểu xốp xốp, kiểu tơi tơi, xong rồi kiểu vụn bánh như thế. Và cái mùi hương này so với cái phiên bản Wanted by Nine, cái phiên bản được rất nhiều người lựa chọn ở đây, thì nó là một cái tông mùi hoàn toàn khác. Em này thì ra mắt vào năm 2021, thì đến bây giờ 2022 thì mình mới có để làm review. Rất là cảm ơn Blanc đã cho mình mượn để làm video review. Có lẽ là sắp tới thì mình sẽ lấy con này về mình bày, tại vì mình thấy rất thích cái thiết kế này. Thì hai em này nó là hai cái trường phái hoàn toàn khác nhau luôn. Về mùi thì kiểu em này có kiểu nhẹ nhàng hơn, nhưng mà về phiên bản này kiểu như mình nói đúng kiểu overnight luôn, kiểu chơi xóa hết tầm luôn. Cái độ bám tỏa thì phải nói là cái phiên bản Most Wanted này nó lưu cực kỳ tốt ở trên da. Trên da mình nhẹ nhàng 8 tiếng đến 10 tiếng là thừa sức. Và độ tỏa hương thì đúng là tầm một cánh tay đổ ra. Và mình nhớ là khi mà mình ngửi sau khoảng tầm 6 tiếng ở trên da thì nó vẫn khoảng tầm nửa cánh tay. Phải nói là cực kỳ tốt. Nhưng ở đây có một cái vấn đề, đó là em Most Wanted này vì nó có độ ngọt cũng như là nó định hình cụ thể hơn về cái thời điểm cũng như là cái thời tiết khuyên dùng của nó, thì em này nó sẽ không được đa dụng bằng Wanted by Nine. Đấy là điều chắc chắn. Wanted by Nine thì các bạn có thể xịt vào những ngày trời kiểu 30 độ, 30 cho đến tầm 20. Nhưng mà với cái phiên bản Most Wanted này thì với mình nó chỉ sử dụng tốt, thứ nhất là để đi vào buổi tối ở những nơi có điều hòa, bạn muốn gây ấn tượng. Cái thứ hai là cái thời điểm, chắc là cái nhiệt độ ấy, chắc là phải tầm từ 25 độ đổ xuống. Và mình nghĩ là đẹp nhất chắc còn tầm dưới 20 độ thì mới xịt được con này. Và cái mùi hương này ấy, thì nó chỉ xịt để đi hẹn hò, để đi gây ấn tượng. Bạn sẽ khó lòng mà có thể xịt được em này hàng ngày, cũng như là để các bạn kiểu đi làm hay là kiểu đi cà phê với thứ, mà kiểu lúc nào bạn muốn mặc cái này thì đây là mùi mà các bạn không thể mặc được thường xuyên. Mình đảm bảo các mọi người một lúc ở chán. Nhưng mà với cái phiên bản này thì các bạn có thể xịt đi làm, xịt đi chơi, đi uống cà phê, đi hẹn hò, đi kiểu làm gì cũng được. Tại vì như mình nói là dry down, cái bay nốt của nó khá là đa dụng và kiểu quốc dân ý, cái rất là nịnh mũi. Vì thế thì chắc chắn nếu như bạn đang tìm một cái phiên bản chỉ để đi hẹn hò thì các bạn có thể mua phiên bản này. Còn nếu mà bạn đang tìm một cái thứ mà kiểu đa dụng ấy của nhà Azaro trong cái line này thì bạn nên mua Wanted by Nine. Đó là cái so sánh với đàn anh ra đời trước. Nhưng nếu liệu so sánh nó với tầm giá những chai nước hoa cùng với nó để đi hẹn hò, đi date, thì em này có xứng đáng để mua hay không? Thì cái giá của em này trên Blanc như để tầm 2 triệu, tầm trên dưới 2 triệu đấy, mình không cập nhật lắm, mình không rõ. Các bạn cứ vào đấy các bạn search, hoặc là các bạn xem cái đường link ở phía dưới. Thì với mình, em này, chúng ta đi so sánh nó với Jack Club đi. Ừ, Jack Club. Thì đây là một cái mùi hương mà mình cảm giác là nó có cái phần kiểu nó cá tính, nó mạnh mẽ, mà nó lôi cuốn hơn. Nó không phải là kiểu lịch lãm, tại vì ở Jack Club ấy thì các bạn biết là cái mùi hương nó tái tạo ra cái khung cảnh ở một quán nhạc jazz. Nhưng mà ở đây thì kiểu một anh chàng kiểu rất là trẻ, rất là ăn chơi, xong rồi kiểu đi những đôi chi boot, xong rồi mặc quần jean, áo hoa, những thứ sẵn sàng tấn công, sẵn sàng tiếp cận. Và em kia thì kiểu mặc nó phải lịch sự một tí. Thì đấy là cái điểm mà mình đánh giá là với mình thì mình nếu mà để đi kiểu săn, đi kiểu gặp gỡ để tán tỉnh thì em này sẽ ok hơn. Và những bạn trẻ, kiểu đối tượng tiếp cận mình là những bạn trẻ. Còn so là với cái phiên bản Jean Paul Gaultier Uchamel thì hai em này nó có một cái nét, đó là hai con đều tải ra cái vai Big Baboon kẹo cao su.
trong cái top note khi mà xịt ra, nhưng mà ở đây thì nó có thêm hoa nữa, nên là với cá nhân mình con này nó không hề nịnh mũi. Với mình chưa bao giờ Ultramel là một cái mùi quá nịnh mũi cả. Mình tin rằng là nếu như mang hai cái mùi hương này đi để mà đi trải nghiệm một đường phố thì chắc chắn mọi người sẽ thích mùi này hơn. Đấy là điều chắc chắn luôn. Em này với cá nhân mình thấy rằng là nó có cảm giác kiểu nó hơi kén chọn về người ngửi đó. Và về cái độ ngọt về sau thì em này chắc chắn có điểm nhấn hơn, ra mắt sau mà. Và cái nét mà mình nói ở trên đó là cái nét kiểu những cái vụn bánh ấy, ngửi rất là thích. Còn em này thì kiểu ngửi nhiều rồi, cảm giác kiểu bị nhạt nhòa ấy. Và cái độ bám quả của em này cũng bị giảm đi khá là nhiều so với những cái phiên bản gần đây. Còn đây thì ui kinh khủng, không biết là sau này kiểu ra mắt tầm 1-2 năm thì họ có thay đổi không. Nhưng mà trước mắt thì phải nói rằng là vô cùng tốt. Nếu như ấy để mình lựa chọn ấy thì chắc chắn mình sẽ chọn Wanted by Night ở trong tầm giá rẻ. Hai củ quay đầu đi club, đi hẹn hò, đi kiểu gây ấn tượng, kiểu ngửi một phát là biết sự mặt mình luôn, thì chắc chắn phải mua em này nhá. Và nếu như bạn đã được may mắn thử em này, hay là bạn ở nước ngoài mà bạn đã ra những cái store để thử rồi, thì bạn hãy bình luận lại cảm nhận của bạn ở phía dưới. Và đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video của mình mới hơn nha. Còn bây giờ thì bye bye.